Ừ, nó kéo con câu mình nè, công nè, bạn có nè. Ừ, ừ. Cá to đùng luôn. Hello, xin chào tất cả các bạn đến với kênh Anh Tư Khải TV. Nghe nói cái ao của thằng em mình đó các bạn, thì rất là nhiều cá khủng ở dưới đây. Hôm nay anh em mình sẽ test thử cái cần câu máy khổng lồ của mình và cái cần câu tí hon của cần dễ. Đây, đây là cần câu máy bút của mình mini siêu nhỏ luôn các bạn. Còn đây là cần câu máy khổng lồ của anh Tư. Thì hôm nay hai anh em mình sẽ thực hiện một cái cuộc đại chiến để câu cá ngay cái khu vực này. Tại vì nghe nói cái khu vực này là thả lưỡi câu xuống cái là dính liền luôn. Oh my god. Wow. Anh hai anh em mình quyết định sẽ thực hiện cuộc đại chiến câu cá ngày hôm nay để xem ai sẽ ginh được một em cá khủng đầu tiên nha các bạn. Chắc anh rồi, khỏi cần nói. Yeah. Còn mình thì mình tham gia cuộc thi này để test thử cái cần câu máy của mình có chịu được cái lực của con cá khủng hay là không nữa. Rồi thì bây giờ anh em mình còn chần chờ gì nữa mà không bắt đầu vào cuộc thi hả anh Tư? Được rồi, mời em đi. Đi thôi. Đây, các bạn thấy cái ao đây chảy dài thế này các bạn ơi, đó, thấy không? Đó, thì nghe nói cái ao này có rất là nhiều cá khủng dưới đây, có thể một con có thể lên đến là 5-6kg, 10kg chẳng hạn nha các bạn. Tai nghe không bằng mắt thấy, hôm nay mình muốn trải nghiệm thử, mình sẽ quyết định bắt cá khổng lồ đây lên coi thử có như lời đồn đãi không nha các bạn. Đó, bạn thấy không? Đây. Chưa đâu, em không biết hôm nay ai là người ginh con cá lên trước nha anh Tư. Anh nghĩ là anh rồi. Trời, ghê chưa? Ghê chưa? Còn mình thì đang xổ cái cần câu máy mini của mình ra để chuẩn bị tinh thần cho cuộc đại chiến con cá ngày hôm nay. Các bạn thấy cái ao này á, nước nó hơi đen thì tại lý do là cái ao lâu năm rồi các bạn, mà cá nó hơi nhiều cho nên nó rất là đục nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, tại dài tới đây là kết thúc cái ao này nha. Đó, thấy không? Đó, thì bây giờ trong khi thám thính tình hình thì mình sẽ chọn cái địa điểm này để mình câu nha. Đây, mình thấy chỗ này im nè, bây giờ sẽ móc mồi mình câu ngay chỗ này. Ủa, cần dễ đi đâu vậy? Em cũng đi thám thính tình hình luôn anh Tư. Theo sự quan sát của em thì em thấy là nước này khá là đục. Đúng rồi. Mà càng đục thì chắc chắn là cá nó sẽ nhiều, cho nên là tranh thủ câu mới được. Đúng rồi, cuộc thi mà mình phải tranh thủ chứ, để mình nói nhiều quá hồi nó dính cá mình lộng lại mà. Dạ, mọi câu cá của anh em mình đó là mồi chung. Thì nghe nói mồi trùng này thì cá trê rất là ưa chuộng nha. Cái ao này ngoài cá trê ra thì cũng còn có cá cha nữa anh Tư. Đúng nhiều rồi. Khi anh Tư dính cá cha không chừng á. Đúng rồi. Đó, giờ mình sẽ thả một câu xuống đây. Cái này thì cái ao này khá nhỏ cho nên mình không quăng được nha. Đó, giờ mình sẽ để đây đi. Ăn đi cá ơi, ăn đi cá ơi, liếc lên. Đây, mình sẽ cho chiều dài là khoảng bao nhiêu. À, cái cần mình ngắn quá cho nên là không dài ra được như anh Tư rồi. Giờ mình sẽ thả ngay đây. Trời ơi, cá chưa hết mà nó lên xịn ta, cần vậy ơi, nó ụt lên xịn cho vậy ơi. Cá ơi ăn đi em ơi, cá ơi ăn đi em ơi. Anh muốn test cái cần câu này lắm rồi. Để xem. Ôi, của anh ăn con vậy ơi, của anh mới gịch vậy ơi. Đúng rồi. Ủa, thấy cá gị kìa anh Tư ơi, lên tiếng quá chừng luôn kìa anh Tư ơi. Ôi, gịch. Ê, gịch. Qua. Ôi, ôi. Quay lên. Lên. Rồi, trời ơi, dính chưa? Rồi, còn mà, còn. Dính lên. Trời ơi, các bạn ơi, dính rồi. Quá khủng luôn. Trời ơi, câu luôn ơi. Ôi, quay. Sao không lên trời ơi. Quay. Trời ơi, kéo không nổi luôn, cậu về quá. Wow, cá chơi bự kìa. Ôi, kéo không nổi rồi. Lên. Trời ơi, rồi, đục nước luôn. Trời ơi, từ từ ơi. Ôi, ai mà có sống. Trời ơi, trời ơi. Đây, đây, này. Lên. Wow, một em cá khủng kìa. Một em cá chắc như thắng cần dễ rồi bạn ơi, một con. Trời ơi. 30 chưa là phải là tết rồi anh Tư. Rồi. Wow, một em cá chơi bự luôn nè. Trời ơi, khủng quá rồi. Trời ơi, anh mình thấy mình câu cá bự vậy bạn ơi, nó bự hơn cái ao của mình luôn. What the hell? Ủa, nó bự. Quá nhanh quá, nguy hiểm anh Tư ơi. Trời ơi, vô thùng thôi, mình lấy cái thùng thôi. Mà sao em thấy? Sao em thấy anh Tư quán hoài mà nó không lên ta? Để mình kiểm tra lại coi. Tại nó nặng quá đây. Mình quấn vô nhưng mà tại nó nặng quá bạn biết không lại. Nổi. Phá lại. Rồi, được rồi nè anh ơi. Trời ơi, cá khủng quá rồi. Có một em quá khủng bạn ơi. Trời ơi. Quá trời bự luôn. Trời ơi, bự nè. Trời ơi, bạn coi nè. Nó bự bằng con giò của mình luôn quá. Một con cá khủng mình sẽ câu tiếp nữa nha. Mình cũng phải tranh thủ cầm tiếp được. Quá dữ luôn, quá. Căng quá, căng quá. Quá dữ rồi. Quá là dữ bạn ơi. Sẽ quăng qua bên kia. Mình sẽ đi lại đây mình câu. Tại vì chỗ này anh Tư đã làm đổng nước rồi. Quăng luôn. Trời ơi, chết rồi. Rồi. Dính chỗ rồi các bạn ơi. Cận dễ lên bờ luôn các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ xả ra, mình xả thả mồi xuống nha. Hy vọng là cái lần này mình sẽ dính nữa nha. Đó, mình sẽ thả một câu ra. Đó, bạn thấy không? Mình xả ra nè.
Sao quăng lại? Anh Tư câu cần câu máy mà không quăng gì trơn. Quăng hả? Trời muốn quăng anh quăng. Anh Tư biểu diễn quăng cho các bạn xem đi. À mình sẽ quăng nha các bạn, tại cái cây này mình dài quá mình quăng mình sợ nó chém được vừa thôi. Rồi. Eo. Đó, mình quăng vậy thôi bạn ơi. Tại cao này. Rồi giờ mình sẽ quăng. Đây. Ok. Các bạn thấy không? Mình nghĩ là cái lời đồn đãi không sai các bạn ơi, cá ụt lên xịn dưới luôn các bạn ơi, coi cái móng kìa. Nó lên bọt hết trơn à, nó nhiều đến cỡ nào các bạn thấy không? Quá chừng nó xuông sao mặt nước đang cần vậy ơi. Quá ghê luôn á. Ôi nó nhiều quá bạn ơi, coi cái nước nó lên bọt hết trơn kìa. Đúng là ao càng đen thì cá càng nhiều. Đúng rồi, mình nghĩ đây là cá khủng không cần vậy ơi. Ôi rồi. Ước gì mình cũng được trải nghiệm một lần vớt được một em cá khủng bằng cái cây cần câu mini này. Cần vậy ơi, anh nghĩ em cái cần câu mà dính cá khủng cỡ anh chắc cây câu em không còn cần vậy ơi. Cũng chưa chắc đâu anh Tư. Ăn nữa con vậy ơi. Vậy đâu anh có chuyện hướng tốt con vậy ơi, lên móng kìa. Ồ chừng ăn nữa con vậy ơi, nó mới nghĩ con ngồi anh á. Ồ lên xịn luôn kìa. Quá dữ rồi bạn ơi. Để nghĩ nữa kìa. Chưa chưa, để cục bầu cho nó nghĩ nhiều mới được. Đó bạn thấy không, dính được bạn ơi. Dính nữa rồi. Dính nữa rồi bạn ơi. Dính nữa rồi. Ghê vậy. Dính nữa rồi. Yeah. Ôi chơi ra cho mình xả ra. Xả ra dính rồi. Kéo lên. Ui. Trời ơi, tất tuyệt chứ. Trời ơi, lần này mình đã vượt các bạn ơi, nhưng không sao, mình sẽ lấy lại nữa nha. Yeah yeah, tôi đã bị vượt rồi. Còn của mình sao kỳ vậy ta? Cái con câu của mình cũng nhận là hên nha các bạn ơi. Mình nãy giờ dính hai con rồi. Mà xảy hết con còn cần về, không có dính con nào chết lớn luôn. Ủa ta. Bó tay cần về thiệt chứ. Quấn lại ở chỗ câu mới được. Cứ từ từ thôi. Đó các bạn thấy của mình ăn nữa bạn ơi. Đó gịch con môi nữa rồi. Đó bạn thấy wow, không? Gịch anh tới, gịch lên. Không, để từ từ anh không gấp. Gịch nè, dính rồi. Wow. Dính rồi bạn ơi con. Trời rồi, gãy mai câu luôn rồi. Trời rồi bạn ơi, dính nó bạn ơi. Thục kìa. Ôi ơi, lên lên lên. Khủng bạn ơi. Lên luôn. Ôi lên không nổi. Quay. Lên. Wow. Con thứ hai cho Tư rồi. Wow yeah. Đổ mồ hôi luôn. Ông là Alaba chap. Ta cùng khiêu vũ như điệu mambo. Đeo cái mồ hôi luôn rồi. Yeah. Cá kìa bự. Trời ơi bạn thấy không? Hai con. Một con khổng lồ nữa là hai con cho mình nha. Yeah. Trời ơi ghê quá, ghê quá. Tại sao của mình không ăn gì nhờ? Ê anh Tư dính cá mà mình thấy ham mà sao mình không dính ta? Không lẽ con cá nó sợ cái cần câu của mình trời. Giờ mình sẽ câu tiếp. Các bạn ơi, con cá nó khủng đến nỗi mà mình kéo cây câu sao mà nó gãi ra luôn đó các bạn. Nhưng mình không bỏ cuộc ngang, mình sẽ câu tay không luôn. Đó mình cầm đây mình câu luôn. Đó. Giờ cá dính mình kéo tay không lên luôn. Trời ơi cá khủng nổi mà kéo gãi cây câu luôn. Dữ thiệt chứ. Ê. Quá khổng lồ. Sao cần gì? Nó mới nghĩ của em anh Tư ơi. Vậy hả? Ráng nha, ráng dính con ăn ủi nha em. Dạ đúng rồi, em thấy anh Tư dính mà thấy ham luôn á. Ê cá gì vậy các bạn? Dính đi, dính đi, dính đi. Chuẩn bị tinh thần. A few moments later. Mình sẽ quăng bên bản. Thấy nhúc nhích được câu rồi đó. Không lẽ hôm nay em xui như vậy sao? Các bạn thấy không? Cái lưỡi thôi, quả là hơn được các bạn ơi, nó ăn được các bạn ơi. Cá gì nữa kìa anh Tư ơi. Đúng rồi, anh để cho anh ăn. Xay mồi anh kéo cần vậy ơi. Ôi ơi nó lôi được rồi ơi, quá trời lôi, mình giật nha các bạn. Giật lên nè. Wow. Ôi, trời ơi bạn ơi, vượt rồi bạn ơi. Trời ơi cá khủng luôn mà vượt nữa rồi. Ghê thiệt luôn á. Ôi còn mồi mình câu tiếp nữa. Câu ngay chỗ này luôn. Anh Tư đúng là xác cá mà. Đúng rồi. Ây da anh em mình lại tiếp tục đổi đi điểm câu các bạn ơi. Giờ mình sẽ ra gần nha. Ồ cái điểm đó anh thấy là khá là em mới cần về ơi. Dạ. Còn mình thì phải đi điểm ở đây nha. Ôi. Ờ, mình câu cách cận vệ chỉ có 2 mét thôi. Không biết cây câu mình có dính nữa không hả? Ý của mình nó ghi ghi rồi các bạn ơi. Ôi ơi, cái ghi kìa, cái ghi kìa. Ủa em cứu, em kéo rồi. Chưa. Từ từ, từ từ. Giật đi, cận vệ ơi. Từ từ, để cho lôi đi từ. Ôi, cận vệ ăn rồi các bạn ơi. Chưa đâu, chưa đâu. Rồi, im rồi. Ôi ôi, coi cá không kìa. Trời, con cá khủng, con cá đó mà dính cái cận vệ, giật cái là nó bất cứ được câu luôn á. Nhất định em phải dính được một con mới được. Mới ghi ghi chắc này im gu nữa rồi. Anh dễ quá, anh ăn nữa mà dễ, anh thôi. Ôi ôi ôi, gạch 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 dính nữa thôi.
quá. Quá. Ôi, hết nổi lên, hết nổi rồi, trời nó bự. Ủa, con thứ ba luôn á các bạn ơi. Lên, lên. Hết nổi rồi, vậy nó cong kìa. Gịch vô, gịch vô, gịch vô anh Tân ơi. Đây, 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 đây. Nó cong kìa. Nó cong hết nổi luôn nè. Ôi, ôi, ôi. Ôi, của em nó gịch rồi kìa. Ôi, của em gịch, của em gịch. Gịch, gịch, của em gịch. Rồi trời ơi, không kịp dở lên các bạn ơi. Cá nè. Wow. Rồi, nó khổng lồ nè, nó khổng lồ, nó nổi là nó bự nè. Wow. Yeah, vậy là mình được 3 con rồi các bạn ơi. Trời ơi, tức quá. Tại sao anh Tư dính mà mình không dính gì các bạn? Con này nó cũng không vừa gì so với hai con nãy đâu. Đúng rồi, anh thấy nó cũng bự á. Trời ơi, con nó nè. Trời ơi, bạn thấy nó khổng lồ không các bạn? Rồi, tới của anh Tư rồi. Hôm nay chắc là thua anh Tư rồi các bạn ơi. Chịu thua chưa? Không, em không chịu thua, em con tiếp. Nó tự là dính được một con nữa tiếp. Vậy hả? Ghê. Yeah. Ôi 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 các bạn ơi, các bạn ơi. Cá nó nghỉ rồi các bạn ơi. Anh em dính lên tôi, em dính lên. Em dính rồi đó. Em dính. Thôi. Trời ơi. Ôi ơi. Ôi nó bự. Ôi nó bự tổng lồn luôn, đừng mất con câu nha. Để phụ cho. Không không, con này hình như nhỏ hơn con của anh. Nhỏ không? Ôi bự. Cá bự các bạn ơi. Mình chừng gãy câu nha. Trời ơi, nó khổng lồ. Trời ơi. Wow. Lên 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 lên. Láng lên đi em, láng lên đi, láng lên, láng lên. Trời ơi. Ôi con nhỏ của anh mà. Lên không nhỏ hơn nhưng mà cũng quá bự so với cây cần câu của em rồi. Rồi lạnh lên, lạnh lên. Lên. Trời ơi, hay lạnh lên, kéo lên, kéo lên. Còn cầm dở lên còn gì nữa. Lên, lạnh lên, lên luôn. Lạnh lên, lạnh lên. Mình sợ quá các bạn ơi. Trời ơi, gãy cây câu cái gì vậy? 1 2 3 lên. 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 Trời ơi. Quá, wow, lên luôn con sẻ ơi. Lên luôn. Wow. Wow, yeah, chính này các bạn ơi. Quá dữ luôn các bạn ơi. Wow, wow. Hên quá, cái cần câu mượn của mình chưa có bị gãy. Hay quá, vậy là của em không có bằng Shopee đó, còn vậy kìa. Yeah, yeah, mình cũng dính được một em cá chơi rồi, nhưng mà không bự bằng của anh Tư các bạn ơi. Hơi nhỏ hơn. Anh Tư ơi, tháo gà, em muốn câu dính nữa. Em phải dính một con bự hơn nữa. Nãy nó gịch á anh Tư, cái nó lúc cái phào xuống, cái nó chạy lại cái đống cây đằng kia. Cái rồi cái em dở lên em tưởng đâu là dướng cái chà tre, ai ngờ đâu á. Yeah. Là em gịch gịch hồi cái con cá nó gị lại nữa. Yeah. Em dở lên ai ngờ đâu dính cá. Bỏ tay. Rồi vậy cũng đạt rồi. Công nhận con cá này gì mà cái cần câu mình còn chịu được các bạn. Mình sẽ kiếm thêm một em cá bự hơn nữa để xem là cái cần câu này nó chịu được tới đâu. Mà con cá bự nữa thì sợ anh cần câu em chịu không nổi á. Bởi vậy bây giờ mình phải test nữa mới biết được anh Tư ơi. Giờ mình sẽ tiến hành câu tiếp nha các bạn. Đi thôi. Còn em cá bự nữa. Giờ mình thả lưới câu gần ở đây. Hy vọng lần này mình sẽ dính thêm một em nữa. Ủa còn vậy mới thả cho thấy ăn cái gì còn vậy. Nhúng nhích câu em luôn còn vậy. Đâu. Nhúng nhích luôn á. Kìa 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 kìa. Ủa nó sâu tim em câu em luôn vậy ơi. Ăn đi con, ăn đi con, ăn đi con. Thằng nó nhúng nhích tại gì các bạn ơi. Mong là sẽ dính cá bự. Ơi ừ, cá gì kìa bạn, cá gì kìa. Cá gì anh Tư ơi. Gì nữa hả? Rồi im mày. Anh con nó sợ đó. Anh em mình tiếp tục thay đổi vị trí nữa anh Tư ơi. Giờ sẽ câu ngay chỗ này. Giờ mình sẽ câu ngay đây. Con cụ pháo của anh còn vậy. Wow wow wow, gịch anh Tư lên nữa. Lên đi anh Tư. Nghĩ cho nó sai mồi nó còn dễ, gịch sớm nó không dính đâu. Lên đi. Wow. Một em cá chơi nữa. Một em cá nhỏ bạn ơi. Wow wow, trời ơi anh Tư hôm nay sát cá ghê luôn á. Mình đâu phải xui đâu, mình câu vậy mà cũng dính đâu bạn ơi. Ôi ôi, tưởng xui chứ giờ cũng dính được con này nữa. Bữa nay anh Tư áp đảo em luôn rồi. Quá là nhiều luôn bạn ơi. Rồi mặn cá này mình thấy nó khá là ốm hơn hai cá hồi nãy, ba cá hồi nãy. Cá này ốm quá. Ôi ôi, của em nghĩ nữa kìa. Của em nghĩ nữa nè. Wow, của em dính nè anh Tư ơi. Trời ơi, nghỉ. Kéo lên, của anh dính luôn gì mà chắc nè. Của em cũng dính rồi nè. Sao vậy? Của em dính rồi. Ủa, dính luôn được, sao vừa. Nó dướng luôn rồi các bạn ơi. Rồi, dính con vừa rồi nè. Đây 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 đây. Ôi ôi, nó bự. Của em nữa nè. Rồi hai con một lúc luôn bạn ơi. Ôi ôi. Ôi nó cong cái câu nè. Ôi trời ơi, cá bự. Wow. Ủa bạn có cá bự kìa. Ôi, của em cũng dính vừa luôn rồi. Ôi ôi, nó bự rồi. Lên lên đến nổi đi. Wow, lên nổi rồi. Mày chặt ơi. Sao mà nó xuất cái này ra luôn rồi. Kéo là con gì ơi, ngủ kéo anh đi. Chưa chưa chưa, bên em lo chưa xong nữa nè, bên em cũng dính nữa nè. Trời ơi, con cá khổng lồ bạn coi, nó to đùng luôn nè bạn ơi. Trời ơi, nó kéo con câu mình nè, cong nè, bạn coi. Trời ơi, con cá to đùng luôn. Ơi, quá là bự bạn ơi, trời ơi nó bự. Trời ơi, của em cũng không kéo lên được luôn rồi anh Tư ơi. Kéo mạnh lên nó phủ anh nè. Chết rồi, nó dướng cái. Nó dướng cái đồng dừa rồi. Anh lấy cái tay em nghỉ lại lên đây kéo lên luôn. Trời ơi, cây câu của anh nó kéo mình, anh không thể nào kéo cá lên nổi được vậy nè. Quẹo phía dướng rồi, của mình phía dướng rồi các bạn ơi. Dướng cái lá dừa rồi. Lấy cái cây mình thử lên mới được. Giờ cái lôi cây câu em đi luôn còn vậy ơi.
Trời ơi. Giờ mình sẽ giữ cây câu giùm cần dễ nha. Đây 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 đây, em có cái cây nè. Kiều lên, kiều lên, giữ cho anh. Hai anh em mình dính cá cùng một lúc luôn. Kéo lên, đâu rồi? Đâu rồi? Rồi, của em giục cần dễ ơi. Giục nữa rồi. Trời ơi, tại cái lưỡi câu em khá nhỏ, em hụt cá anh lên đi cần dễ ơi. Wow. Lên 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 lên. Trời ơi, quá cận bạn ơi. Lên lên, lên không nổi nè. Chưa chưa, kéo dài lại, kéo dài lại. Chú Tiền kéo dài lại. Đó, em cầm bắt đầu đó đi. Rồi kéo lên, em chỉ gãy câu anh nha. Rồi, lên. Gãy câu anh lên, nắm cái đầu đọt em ơi, gãy câu em ơi. Rồi, lên. Nắm cái đọt á. Ôi, ôi. Ôi, con nó bự, có gì bất nhỏ nha. Trời ơi. Yeah. Trời ơi. Anh ơi, các bạn ơi. Anh Tư ghê gớm thiệt luôn á. Bữa nay anh Tư chín được mấy con ta? 5 con cá luôn. Anh thằng ơi. Wow. Trời ơi con nè. Trời ơi con cá nó bự à, cái trứng gì mà nó ốc nóng các bạn. Ông khiếp luôn các bạn ơi. Trời ơi bự. Trời ơi tổng cộng là anh Tư kiếm được 5 con cá luôn á. Trời nó dính cái mép này xém vô nè, thấy không? Nè cái mép này xém vô con nè chút xíu à. Còn con cá của em nãy dính rồi luôn á. Đây lưỡi câu khá nhỏ cho nên anh nghĩ là lần này em lúc kinh nghiệm hay lần sau câu lưỡi bự hơn sẽ dính á. Dạ đúng rồi. Lưỡi câu nhỏ quá nó không dính được mấy con bự này rồi. Đúng rồi. Câu cá bự là phải xài lưỡi bự. Đúng rồi, phải xài khổng lồ nha anh đây nè. Nãy giờ mình dính chỉ có một con thôi mà vuột nhóc chân các bạn, còn anh Tư cũng dính được 5 con luôn nè. Đúng quá rồi. Ghê quá ghê. Thì mình không gái nha các bạn, thì mình nghĩ cái lưỡi câu của cận vệ nó bị lỗi cái là nó nhỏ các bạn ơi. Thì mình dính 5 con, cận vệ dính một con cũng an ủi rồi. Đúng rồi, nhưng mà cái con đó cũng vừa tầm vừa so với cái cặp câu của em. Ok, thì video của anh em mình đến đây cũng xin khép lại nha các bạn. Nếu các bạn nào thích video này để lại cho anh em mình một like hoặc đăng ký một chia sẻ để ủng hộ kênh anh Tư Khải TV nha các bạn. Bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở video clip tiếp theo nha. Bye bye, bye. Bye.